Do nghề chúa tông trả đồng mua lịch sử do sư bố lúc chồng thiết tàu sái tìa giờ ít nhất trâu cho nghề rong xa hậu sử thành. Đầu tranh nhường mù, nghề chúa tông tên lúc sư hở chỉnh cho ủa, tá sĩ chùa tiện nền nhất trâu do trả đồng, dân chỉnh cho ủa hậu lửng chúa tông, thầu ú của tên lầu chỉ mua. Cô vị lì, tê tài thấu tông dành chi lia, ủa tông tàu trả chúa tả rong cân cao trâu sử thành. Nghệ nhân ưu tú Vũ Đình Sơn dù lo tua nhớ trâu lũ rò nghề nọ. Bùa thẩu giàu, ti tứ dình bò, hậu lửng chùa tông nhớ trâu tờ nọ. Thế lo tua, ti tứ trả cá ua hậu lửng chùa tông ở tên lào chỉ mua. Nghệ chùa tông mà sò nhẹ thiết bao cơn cầu lì. Tao lúc chồng rê là nọ, vì giáo mua kế bá lo tờ ít xe thiết bị máy móc, ê tứ ua sông chỉ đùa. Tiết sĩ quy trình có ua tàu tông rồng mà phải cho ua trâu thẩu u, thế phải xí ót xài tề lúc bác lâu chỉ dịn tờ nâng ua. Cha bế cho lúc chồng cho ua nghệ, nghệ nhân ưu tú Vũ Đình Sơn tức khí tờ ít khó chờ chùa tông mua xuống bè kia trong tờ xã Thiệu Trùng, thế ít cha trưng bày nhất trong Hà Nội. Đó do khó chờ ti khế bao, thế mua tê tông ua giác lệnh chùa tàu. Do trâu kẻ nhẹ thế tờ chữ dị, ti Vũ Đình Sơn tứ ua tàu tàu khó rồng, lòn tờ thuật giá nghệ chùa tông thầu u. Tàu chọc khuôn tàu cây xia, thía tàu tàu bá bờ, muốn tàu phảnh tờ khuà. Cái nghề mình sinh ra nhưng mình cũng chưa có thể là để hoàn hảo được, mình phải học hỏi thêm nhiều người nữa thì mình mới có thể làm. Cô phải tàu cờ tầng tàu linh của ổn thê của thiệu của tàu. Có tên là thợ u chua kia tia u lino li tỏ sư mù sáng trò phải cờ xuất chiếc khỏi chờ lò thiết u tàu như nọ thêm được bao nhiêu kinh nghiệm đúc thiết thì đến hôm nay tôi mới về đây tôi làm. Nghề chúa tông thợ u chỉ do cho u trợ quy trình mua sư họ tu thợ phải tàu u li cha cọ chúa tàu rồng cha chế cọ u tàu ý cha tông chúa tàu trợ tiêu chuẩn tu thợ phải tàu tí rồng sái chùa ý phảnh chu rù. Tò cá uốn chúa tàu tê chúa tả tông lợ, thờ phải tàu tàu mùn tàu lò, cò sông cao, thiết khọ u lịch trà cò hầu sông chắp lợ trở lịch của nhà. Si hở cho ua khu cháu tê trà tông chúa tàu, lo lò mè. Tu dình ua lý ít cho trâu ó lì, lo cho mô tê trà ua lý ý chồng. Ngành chúa tông sở tìa sở nhẹ, tá sĩ cú muôn tàu trà sông chỉ nho trâu chó thợ. Nhà no chó lùa nhất trâu hậu so nghề, tứ tờ tông tàu giả chữ gì, chùa tông tàu giả tông sông câu hành. Cho ua tê giả tê lầu chỉ mua, nghệ nhân đạt phú toàn, tứ thuật giả khó chân chùa tông mề, tránh do công ty trách nhiệm hiểu hạn, chùa tông thầu u nhất trâu giọt trả đồng. Do cho lúc chữ gì của tê lầu khiết mua, thía lúc chữ gì tù thở lùa no tờ tàu. Ý chồng tí lúc công ty tứ mua trâu tí ninh xín to trinh của giả tông của dân chùa tàu. Si hợp đầu giàn chùa tông toàn linh tờ công ty tứ tạo ủy ban dư xảy muốn tờ chê cho không ổ góp lao lưu lo. Để một cái sản phẩm khách hàng ưng ý. Chỉ còn chùa tàu ý giả không cho ổ góp phải tàu cờ chữ gì ô lịch trà còn chùa tàu tờ ba thế sống câu trực của nhà công ty. Cú mua ý giả khổng tàu ổ góp, thía ba cỏ công ty hai giả ổ tờ nhiên tòa. Bộ sản phẩm chống đồng được đạt được ổ góp thì là cái sức lan tỏa trên cộng đồng thì cao, mạnh và cũng nâng cao được cái sản lượng cái cho công ty. Nghệ nhân yếu tố Nguyễn Bá Châu tức ổ tàu giả sâu lòn tầng chùa tông. Thế ý tù xe lò nò, giờ tiết khổng tứ tàu sảnh công nhận do ổ góp lao lưu lo. Do trâu kẻ nhà, giờ tứ cho chó nghệ nhân nhất trâu do trả đồng, tờ chữ gì chùa tàu tàu giả tông thẩu ú sông sở riêng. Sôi nổi nhất là năm 2010. Sông ớt xích cầu, cú tứ ua ít xia lũ chùa tông trên sở trâu thảm lòng. Sông ớt xích cầu xa, cú cú tàu cho hầu lử ua ít xia lũ phò tượng lòn tờ tông. Trâu chó khua tiết trở sáng trào, nhót trâu hội nghị APEC hậu Đà Nẵng, chí ta lì, cú cú ua tàu ý xìa chùa tông lo cơn gạo lì thịa. Làm quà tặng cho các chính khách nước ngoài, trong đó có 21 nước trên thế giới đến dự ở Đà Nẵng. Và tôi cũng có làm một số các cái hiện vật như trống đồng lớn nhất Việt Nam thì tôi đã
được xác lập kỷ lục là lớn nhất. Vì dọc hậu chùa lòn tờ kẻ ủ nò, ngành chùa tông nhốt trả đồng cung chính tàu kẻ giờ nhẹ, tác sĩ cho trâu rời nò, tê khổng chúa tàn chùa tàu nhốt trâu lúc cho nghề nò, danh trình mua tàu trâu tiết ninh sĩ. Ủa tàu rồng cha mà dò, tờ trừ gì, thiết cho ủa tỉa hậu lửng chùa tông trâu thọ ủ tỏ cán thâu thể kỳ chỉ cho ủa. Tê lún chùa tông, thiết chúa tả tông nhớ rò trẻ đồng, tứ do ít khó rồng cơn gạo, do kẻ rồng xía tờ liệt dị bế sành. Mù thống sổ xìa khỏi chờ. Thống xã thiểu trù mua ý bùa bế châu chỉ nên ua khổng chùa tông ú nò nhớ cho hậu mua xà tù nghệ nhận thiết trinh châu tù thợ canh. Ngày chùa tông tứ sở mất hậu lử trâu báo bùa lên hình ua thanh tra ý linh tàu trí cho trâu xà trưởng nhớ ý lì. Trong lý trấn xuân tờ ủy ban nhân dân xã thiểu trùng ua tờ nhiên lòn tờ chùa tông trả đồng ý chồng tu diện to trí bùa tỷ. Do trâu kể thuật giảng chùa tông đau tù nghệ nhân thở canh trình tờ tông tao giả chữ gì trong tua đau lúc chồng sẽ là nò vì do sĩ tao khoa học kỹ thuật chia e tê chúa tả tông nhót trả đồng tứ trình lồng bảo tao màu mà thiết ua tàu rồng tàu tín ninh xài dùa chắp lời mà dò của nhót tế chờ thiết chờ tế chờ để phát huy cái giá trị truyền thống văn hóa chưa có sở cho hồ lử khởi chia tê di tích lịch sử văn hóa cha mà do nghề chùa tông thợ u nhót trà đồng do chuyện nọ xã thiệu trung tứ mộ ở nhà khổng tới do chùa tông toàn linh thiên chùa tông quỷ chầu tàu khổng ở góc lao lo chi hở tua chính trả cho các xe lo sở nghe khí chờ nghề thuật giả sở ba lịch trà cọ cho nhìn ninh cho ua tàu nghề thiết chỉ khó tàu số bề để rồi từ đó tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế. Chỉ có sớt xía tàu ngành chùa tông trả đồng, do trâu khó tờ chữ gì, sở có mua sông quý lầu tông, lồng báo chia màu mã. Khi báo trâu tín hình, đầu lòn tờ cho trông hội chợ, thiết cổng hậu chương trình ô góp mà nói do dọc ở châu tia, chia cho công ty sở nghe, ua tông tàu giả chúa tả tông, mua tông cây xía trâu quốc tế. Ua tàu khổng ô góp hậu sảnh, như do tu ban chua lòn tờ tông cây khổng rồng, xin tờ lò, nhiệt dịp bếp sành cú xử lý khua hào sành trở sành, đồng cây xía, cho giả tông chùa tàu nhót trả đồng, cọ mua tông cây xía tua. Do trong tờ, dù do khỏi chơi tia, chia so nghề, khi trâu sẽ đợi báo cho giả cho giả mua hậu sự thành.